về thôn Hương Gia, Phú Cường, Sóc Sơn, hỏi bà Nguyễn Thị Củ, không ai là không biết. Cuộc sống gia đình vất vả lắm. Chí đấy, tôi bảy bảy. Già rồi nuôi hai đứa, không biết gì. Nó không làm được cái tí mực gì. Ở cái tuổi ấy, người ta đã được hưởng cuộc sống an nhàn, để về bên con cháu. Nhưng với bà thì khác. Chồng mất sớm, một mình chiều chúng nuôi con. Nhưng nỗi đau lại chồng thêm nỗi đau. Đấy, hai người con trai của bà bị bệnh tâm thần, chẳng thể nhận thức được. Nơi còn những mong được dựa dẫm lúc về già. Vậy mà ngần ấy năm, hai người con của bà vẫn cứ như trẻ lên ba. Với bà chẳng biết đến khái niệm thời gian nữa. Chỉ biết sáng hay tối và ăn chừng giờ giấc. Thu xếp xong công việc nhà, bà lại tất bật đi làm đồng. Nhưng cũng chẳng được nghỉ ngơi. Người con cả của bà nào có hiểu đâu. Cứ thấy mẹ là xua đuổi. Đi làm đồng đi, ở nhà lấy gì mà ăn. Vất vả thì già yếu nhưng mà cũng vất vả. Phải làm vất vả. Việc đồng lại đi làm thêm bán dầu bán sĩ. Còn hai đứa con trai bà thì nó bị bệnh tiểu lăng. Nó dại, nó không làm được. Còn buổi trưa thì nó thường thường là đuổi mẹ đi làm, chả được nghỉ ngơi. Quanh năm với cây lúa, ngô, khoai, sắn, đỗ, mùa nào cây ấy. Thế nhưng thu hoạch cũng chẳng được là bao, chẳng đủ cho bữa ăn. Một mình tôi làm ba sào ruộng, thu nhập là tôi phơi phóng. Đỗ thì được chục cân, ngô 30 cân, thóc cả. Dường như thương bà vất vả, trời cũng chờ mưa để bà về nhà và có được chút thời gian ngơi nghỉ. Về mặt khắc khổ, nhìn mưa rồi nhìn trời, bà khẽ khàng tâm sự. Bà có dự định gì cho hai chú sau này không ạ? Không, người nó chết thì thôi. Không, nó bảo không, nó biết gì đâu. Trời vừa ngất mưa, cũng là lúc bà lại tất bật đứng dậy lo việc nhà. Công việc của bà cứ ngày ngày như thế lặp lại. Có khi mày làm quên giờ giấc, đồng nghĩa việc mẹ con bà chỉ được một bữa cơm trong ngày. Này, chú đây, ăn xin đây. Bữa cơm hàng ngày cũng chỉ có rau, củ hay miếng đậu. Người mẹ cũng nhường nhịn phần con. Bữa cơm có hay được ăn thịt không bà? Bữa cơm chỉ ăn mắm, ăn rau dưa, canh chiếc 2 năm trong củ ngoài đồng ấy thì ăn đâu. Mười ngày hay nửa tháng mới được bữa thịt, phải dè dặt chất chiêu cho chết tiêu, phóng được cháy gió.